bắt những giây phút đó tôi nghĩ tôi đang an trú ở trong thế giới cực lạc. Mùa thu năm 1978, Trung Quốc đưa vào xâm chiếm biên giới Bắc Việt để trả mối hận thù của chính quyền Hà Nội xua quân sang đánh nước Trung Quốc có chủ quyền. Thời điểm đó, tất cả hiện tại tập trung cải tạo được lệnh phải di tản về Đồng Bằng. Tôi được đưa đến một trại ở Hòa Bình. Trại ở giữa một thung lũng sâu, chung quanh là dãy núi đá vôi cao ngất. Đứng ở trại nhìn lên có cảm tưởng như con ếch ở giếng nhìn lên huyệt. Năm đó Tết được nghỉ 3 ngày. Trại chỉ có một giếng nước duy nhất. Giếng nước này chỉ đủ cung cấp cho cán bộ và ban chỉ huy trại. Còn thân phần những người tù tội mỗi ngày được cấp phát theo chỉ tiêu, mỗi người một lon nước bùn lấy từ ở ruộng lên. Trong lúc đó, để tự nghĩ tôi tình nguyện xin được đi gánh nước. Giếng nước cách trại hơn một nửa cây số và tôi đã gánh nước từ sáng sớm cho đến chiều tối. Nước được cung cấp cho ban chỉ huy trại, cho nhà bếp và số nước còn lại tôi đã tặng cho các bạn bè trong trại, mỗi người một lon video nước trong mát để thưởng thức trong dịp đầu năm. Khi tôi gánh nước đến ngày thứ ba thì một cán bộ bộ trại xuất hiện hỏi tôi: anh có nguyện vọng gì cho trại biết để chú xét? Tôi trả lời: chỉ xin viết một lá thư. Ở tất cả cải tạo, mỗi tháng được viết thư một lần. Thư viết xong phải qua một hệ thống kiểm duyệt chặt chẽ và căng cao, kéo dài đến 5-6 tháng. Cấp nhỏ duyệt, cấp vừa duyệt, cấp lớn duyệt, rồi cuối cùng đưa lên bộ nội vụ để các chuyên viên dò xét từng chữ một. Một anh bạn viết thư khuyên gia đình nên tu thiền để tạo sự an lạc thanh thản tâm hồn. Hai kiểu tu thiền đó đã bị các chuyên viên bộ nội vụ gạch đích đưa lên kính hiển vi để phân tích, do đó là tu thiền, tức là tiêu diệt kẻ thù. Anh bạn đã bị ghét tội, xúi dục gia đình tiêu diệt kẻ thù, anh đã bị đưa vào kỷ luật, còng tay, còng chân, nhìn đói, nhìn khát một tuần lễ. Đề nghị viết thư của tôi được tài chấp thuận. 15 phút sau, một cán bộ đến mang đến cho tôi một phong bì, một tờ giấy bảo người viết ở giếng này biết nửa giờ sau sẽ đến lấy, rồi sẽ chuyển đi tu viện Hòa Bình trong ngày. Tôi ngồi trên chiếc đồng cảnh kê giữa hai miệng thùng để viết thư. Thư viết đã lâu rồi, nhưng đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của tôi. Và người mà tôi viết thư bây giờ đã bệnh viện ra đi và đang an tĩnh trong cõi xa xăm. Chị Cúc thân mến, đã lâu lâu lắm rồi, vì sống trong hoàn cảnh đặc biệt, em không có gì để nghĩ đến cả anh cả chị. Tuy ở không xa gì, nhưng năng sông các núi, kiến cầu cao tường, lắm lúc anh có cảm tưởng như sống ở một nơi xa lạ nào. Tuy cách mặt, nhưng lòng vẫn không xa. Em luôn luôn nghĩ đến cả anh chị em mình, nhất là những anh chị mà hàng tháng em đã ngồi chung bàn dài ở Huyền Lương, Công Lý và Hạnh. Em động mạnh, từ ngày đi tập trung, em chưa đau ốm bao giờ. Em đã vui sướng và thích nghi khá dễ dàng với hoàn cảnh mới, khai hoang, trồng trọt, gặt lúa, cấy mạ, gánh gạo, xe cát, đạp vách, lợp nhà, đập đá, bừa củi, đặng gỗ, đốn tre, gánh nước, thổ cư. Lao động nào em cũng đã nhập cuộc không mấy khó khăn. Ngoài lao động cho tài chỉ định, em còn những lao động từ nguyện nghiệp dư, cắt tóc, khâu may, bể dây, làm kim, xe chỉ, mà khách hàng luôn luôn tấp nập khiến em bận rộn tối ngày, như những thời kỳ có đại hội của chúng mình ở trước đây. Với quan niệm sống của một Phật tử, trong hoàn cảnh nào em thấy cũng thư thái, xem cuộc sống hiện tại cũng như thời gian thực tập của một tài sinh bản hạnh. Xin các anh các chị yên tâm, mừng các chân ngôn đi trí dụng
của em vẫn luôn luôn vững chãi trong người áo lam mình. 77 tại Ba Khe Nghĩa Lộ. Tiếp đến em vòng qua Tháp Vàng lên Tuyên Quang Hà Giang để đốt tấm hương lòng đón giao thừa 1978 tại Cẩm Nhân Hoàng Liên Sơn. Sau một thời gian lao động, em từ giã thường du núi non trùng điệp qua Phú Thọ Việt Trì của Trung Du xuôi về đồng bằng lên Hòa Bình để được công chúc tân xuân 1979. Sau dãy núi Kim Bôi cách chùa Hương Tĩnh nổi tiếng chỉ một đỉnh núi, đến giao thừa tiếng chuông vang bằng tấm giấc mơ thiêng liêng và huyền diệu. Khi tôi viết xong thư này, tôi thấy nhẹ nhàng, có cảm tưởng như mình đang bay bổng trên không trung, nhìn lên trời thấy trời cao xanh, nhìn xuống dưới nước thấy nước trong lành, nhìn xung quanh thấy hoa lá tươi tốt, nhìn chiếc thùng gánh nước thấy tròn kìa viên dung, nhìn chiếc đòn gánh thấy uyển chuyển dễ dịu dàng. Trong những giây phút đó, tôi có cảm tưởng như đã hòa nhập tròn vẹn về lý tưởng gia đình Phật tử, và tôi nghĩ tôi đã an trú trong những giây phút của thế giới cực lạc. Kìa sen đóa sen tăng thơm, nhìn hào quang chiếu sáng trên buồn, hình dung bổ sư chúng ta lòng từ bi thị giác vô cùng. Trong những giây phút thiêng liêng đó, hình ảnh xuất hiện đầm nhạc và đầu tiên của tôi là bài ca chính thức của gia đình Phật tử. Tôi đã đến gia đình Phật tử trong một thời gian dài, trong suốt khoảng đường 50 năm qua, có những bài hát tôi đã hát từ thờ còn đi học ở trường cho đến những lúc ngồi ở dưới hầm tàu đen tối trên đường từ Nam ra Bắc để đi vào trại tập trung. Và tôi đã hát trên chuyến máy bay Boeing 747 đưa tôi từ Sài Gòn sang Hoa Kỳ. Mỗi lần hát bài đó thì tôi thấy có một sinh khí mới, vui tươi lên, hăng hải thêm, tung lên trên trời xanh tiếng hát êm như chiều hôm gió mát, chim liễu lo trên không trung tưng bừng, ta áo lam vui vui không ngừng. Đó là một bài hát rất tuyệt vời. Vậy tôi nghĩ hát lại ác phiền não, tái tạo niềm vui, đẩy lùi vòng đồng, nhân rộng tình lam dị nam hơn được. Trong những ngày ở tại tập trung, anh chị em chúng tôi ăn uống rất thiếu thốn, nhưng mà lao động cực kỳ gian khổ. Chúng tôi phải di chuyển hàng chục cây số, leo đèo, lội suối, bùng đói, chân phù thục, trên vai đè nặng những vật thực viện dự tại. Anh chị em nhiều người chịu không nổi đã ngã quỳ dọc đường. Trong những lúc đó, tôi cố gắng và dùng tiếng hát để nâng bước chân mình lên. Và với tiếng hát đó, tôi đã về đến đích, rồi trở lại để tiếp sức cho những anh chị đang nằm ở dọc đường. Đường dài chúng ta cùng vui lên, chúng ta cùng vui lên mà đi. Một người, hai người, ba người cùng vui, bốn người, năm người, sáu người cũng vui, bảy người, tám người, chín người cũng vui, mười người cũng phải vui. Mười người, chín người, tám người cũng vui, bảy người, sáu người, năm người cũng vui, bốn người, ba người, hai người cũng vui, một người cũng phải vui. Đường đời chúng ta cùng vui lên, chúng ta cùng vui lên mà đi. Bài hát đã nâng bước chân tôi và đã đưa tôi đi về đến đích, rồi trở lại để tiếp sức cho các anh đang vụt ngã ở đường. Anh giờ có đề nghị là anh phải đọc với cái hát, cái danh hát bài đó làm gì? Đường dài chúng ta cùng vui lên, chúng ta cùng vui lên, chúng ta cùng vui lên mà đi. Một người, hai người, ba người cùng vui, bốn người, năm người, sáu người cùng vui, ba người, tám người, chín người cùng vui, mười người cũng phải vui. Mười người, chín người, tám người cùng vui, ba người, sáu người, năm người cùng vui, bốn người, ba người, hai người cùng vui, mười người cũng phải vui.